Ngày mùng 5 tháng 7 thì Son Young-ho, người điều hành trang web khiêu dâm trẻ em tại Hàn Quốc đã bị kết án 2 năm tù vì tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó vào tháng 7 của năm 2020, Son Young-ho đã mãn hạn tù sau 18 tháng vì vi phạm luật thông tin và bảo vệ trẻ em của Hàn Quốc. Theo Yonhap, Son Young-ho cũng bị tòa án Seoul Hàn Quốc yêu cầu nộp phạt 5 triệu won, tương đương với 90 triệu đồng. Tháng 3 năm 2018, lực lượng điều tra đã khám phá nhà của Son Young-ho và tìm thấy máy chủ của Welcome to Video trong phòng ngủ của hắn. Tổng cộng có 8 terabyte dữ liệu, bao gồm có 250.000 video tấn công tình dục được thu giữ tại hiện trường. Theo cơ quan tìm kiếm và giải cứu trẻ em của Mỹ, có khoảng 45% trong số video này chưa từng xuất hiện hoặc được biết đến. Tại thời điểm đó, website của Son có tới 3.000 video với số hội viên khoảng 1,28 triệu người ở 32 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Đức. Phiên tòa xét xử Son kết thúc vào tháng 5 năm 2018 với bản án 18 tháng tù giam. Vốn dĩ tên này còn bị truy tố tại Mỹ với nhiều tội danh liên quan đến khiêu dâm trẻ em và có thể nhận mức án tù tới 30 năm nếu bị dẫn độ tới Mỹ. Tuy nhiên, năm 2020, tòa án cấp cao Seoul từ chối yêu cầu dẫn độ.